Hey, xin chào cả nhà. Kết thúc event Community Day tổ chức thì game tiếp nối bằng sự kiện liên quan đến đánh Rail Boss với tên gọi là Extraordinary Rail Week. Bọn mình tạm dịch là tuần lễ đặc biệt ha. Chi tiết thông tin sự kiện như sau. Sự kiện bắt đầu vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 5 và kết thúc vào lúc 3 giờ sáng ngày 29 tháng 5. Tất nhiên là Boss hết sau 9 giờ ngày 28 theo múi giờ Việt Nam. Nhân đôi lượng Stardust khi mà đánh Rail Boss thì tương ứng là nhân 3 khi mà dùng Star Piece ha. Nhân đôi điểm kinh nghiệm thu được khi đánh Rail Boss. Cập nhật danh sách Boss từ 1 sao đến 4 sao. Với danh sách này thì bọn mình khuyến nghị là bạn nên đánh Boss để mà tậu IV cao cao nếu mà chưa có. Ở 1 sao thì có Slakoth nè, 2 sao thì có Kalia, 3 sao thì có Chansey, 4 sao thì có Dragon Knight hay là Tyranitar và Metacross nữa. Đây là những boss hữu ích cho event sắp tới cũng như là tậu con ngon cho tài khoản những bạn mới chơi. Shiny Pokemon hình chiếc khiên Bronzor được đưa vào game tương ứng với cấp 2 là Bronzor với màu xanh dương chuyển qua thành xanh lá. Game cập nhật 3 nhiệm vụ mới liên quan đến đánh Rail Boss, đó là thắng 1 trận Rail bất kỳ và phần thưởng sẽ là Bronzor. Thắng 3 trận Rail bất kỳ thì phần thưởng sẽ là Upson. Thắng 5 trận Rail bất kỳ và phần thưởng là Aerodactyl hoặc là thẻ đổi skill dưới. Sự kiện nhỏ Rail Hour vào lúc 6 giờ chiều đến 7 giờ tối ngày thứ tư 22 tháng 5, đồng loạt Boss 1 sao đến 4 sao xuất hiện trên tất cả các trụ. Động thái mở màn event tương tự như là sự kiện Lunch Time Hour trước đây đó. Và trong sự kiện tuần lễ đặc biệt này thì vào ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 5, Boss Labrad được thả lên trụ 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều, trễ hơn 1 tiếng so với sự kiện lần trước. Labrad sẽ đặt trứng vàng Boss 4 sao và dễ dàng hạ gục với 3 account có đầy đủ Pokemon khắc chế hệ điện, giác đấu, cây cỏ và đá nè. Bọn mình đưa ra gợi ý 6 Pokemon bao gồm Raikou, Machamp, Electivire, Zapdos, Magnezo và Harizama. Ngoài ra thì bạn được game tặng thêm 5 thẻ đánh free nữa. Game trao tuần tự bạn thẻ đánh đầu game mới cho thẻ tiếp theo, đủ 5 cái thì sẽ dừng. Bạn không thể tích lũy thẻ ngày hôm trước vào để được 6 thẻ đâu nhé. Và cơ hội may mắn bạn gặp dạng Shiny Blabrat, màu cực kỳ tuyệt vời và bọn mình dự đoán Shiny Blabrat ra mật độ sẽ cực hiếm nha. Labrat được bắt thời gian này học được skill đặc biệt Exclusive Move là Ice Shard với 12 sát thương chiêu ở trên đó mà. Sau sự kiện thì bạn không thể săn ra được Labrad skill này nữa. Labrad có skill này thì gọi là Legacy Pokemon. Và đây là lộ trình đánh Labrad ngày hôm đó. Tại Sài Gòn thì điểm bắt đầu là tại Sở Thú và kết thúc thì tại Dolphin Tao Đàn. Tùy thuộc vào thời tiết cũng như là khả năng bắt nhanh hay là chậm, bọn mình gợi ý điểm tiếp theo. Vì thời gian chỉ có 3 tiếng, mình ưu tiên cụm gym dày đặc với thời gian di chuyển ngắn nhất cho các bạn thôi nhé. Và nhớ chạy xe và bắt cẩn thận nữa. Chúc các bạn may mắn săn được Labrad Shiny nhé. Nếu mà bạn nào có nhiều thì try chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng vui. Tiếp theo là cập nhật gói khuyến mãi, gói Ultra Box kỳ này nâng số lượng vé là từ 16 lên 20 vé. Một động thái kích cầu khủng đến từ nhà phát hành và khá lâu thì mới có một đợt khuyến mãi hời đến như vậy. Tổng giá trị gói khuyến mãi là 3.200 coin, giá khuyến mãi là 1.480 coin, tỷ lệ là 2.16, bọn mình chấm 4 sao cho gói này. Và đây là đợt khuyến mãi tốt nhất trong năm, xứng đáng để bạn mua thật nhiều nhất có thể đó. Gói Adventure Box duy trì lượng lồng up với tổng giá trị gói khuyến mãi là 3.600 coin, giá khuyến mãi thì là 1.480 coin, tỷ lệ là 2.43, thì mình chấm 2 sao cho gói này. Vẫn khuyến khích bạn mua gói Ultra Box để chuẩn bị cho event sắp tới. Tiếp đến thông tin game tung hàng loạt Pokemon mới của Gen 4 có trong tự nhiên cũng như là up ra từ trứng, đồng thời kèm theo đó là chức năng mới tương ứng nữa. Đầu tiên là Cherubi, khá là dễ thương và bạn có thể bắt được ngoài tự nhiên hoặc là up trứng luôn. Tiến hóa Cherubi lên thành Cherim. Cherim có hai hình dạng là Cherim Overcast và Cherim Sunny, kiểu nó giống cast form đó. Tiếp theo là Hippopotas với hai màu được cái ngược nhau. Ở cấp 2 thì Hippodon, màu khác hẳn luôn. Và đây là Pokemon duy nhất tính tới thời điểm hiện tại không có dạng Shiny. Tiếp đến là Pokemon Burmy. Burmy thì có 3 dạng là Plant, Cloak,
Sandy Claw và Trash Cloak. Ở cả ba dạng này nếu mà là con đực thì sẽ cùng tiến hóa lên Morphim. Nếu Burmy cái sẽ tiến hóa lên Wormodam với ba hình dạng tương ứng. Tiếp theo thì là Shellos. Shellos tương tự như là Cast Form nhưng mà có hai hình dạng, chia ở hai khu vực là West Sea, vùng biển phía Tây, và East Sea, vùng biển Đông trong game gốc đó. Trên Pokemon Go thì Shellos West Sea màu hồng, phân bổ tại khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Phi. Shellos màu xanh East Sea tại Châu Âu, Châu Á và Châu Úc. Và tại Việt Nam thì mình chỉ bắt được Shellos East Sea thôi. Đây là Pokemon vùng miền tiếp theo của Gen 4 được game phân chia ra trong đợt cập nhật này. Shellos tiến hóa lên Gastrodon, khác nhau ở cả hai dạng. Tiếp đến là Pokemon song hệ rồng đất được chú ý, đó là Gible. Nhìn khá là dễ thương, tạo hình giống con cá mập. Cấp 2 thì là Gabite và cấp 3 thì là Garchomp. Một đối trọng với Dengar đó. Tiếp đến là nhóm Pokemon tiến hóa có điều kiện. Game tung ra 3 lure mode mới, đó là Glacial lure mode, Mossy lure mode và Magnetic lure mode. Cả 3 lure mode này khác với lại lure thường ở chỗ Pokemon xuất hiện trong lure có hệ tương ứng lure đó. Glacial lure thu hút Pokemon yêu thích cái lạnh, và cụ thể là xuất hiện Pokemon hệ nước và hệ băng đó. Mossy lure thì thu hút Pokemon đùa giỡn dưới tán lá cây, và cụ thể là xuất hiện Pokemon hệ côn trùng, cỏ và hệ độc. Magnetic lure thu hút Pokemon bị lực điện từ, cụ thể là xuất hiện Pokemon hệ điện, thép và đá nè. Ngoài tác dụng trên thì lure còn có tác dụng giúp trainer tiến hóa Pokemon với yêu cầu đặc biệt là bạn đứng bên trong vùng ảnh hưởng của lure đó mới tiến hóa được hang. Game gợi ý là bạn có thể đứng trong vùng xoay banh được tại stop đó, là xem như là đủ điều kiện tiến hóa với Glacial Lure Mode cho Glaceon, dạng tiến hóa form băng của Eevee đó. Mossy Lure Mode cho Leafeon, dạng tiến hóa form cỏ của Eevee, và Magnetic Lure Mode cho Magnezo và Probopass. Game thêm một skill mới cho trận mu vào là Earth Power với hai vạch sát thương 100 đêm. Game thông báo chiêu này có trên hầu hết Pokemon đến từ vùng Sinnoh, tức là Gen 4 đó. Còn ở các Gen còn lại thì chỉ có một số Pokemon học được thông qua việc tiến hóa hoặc là thay đổi skill như là Nidoqueen, Nidoking, Aerodactyl, Camerupt hay là Claydol. Đó là tất cả thông tin cho đợt cập nhật Pokemon mới kỳ này. À mà quên, tối hôm trước thì fanpage Pokemon Go tung ra đoạn video giới thiệu Pokemon cho Community Day tháng 6 khá là dễ thương, là Slakoth với hình ảnh ba chú lười đang níu chân trainer nữ. Bọn mình khá thắc mắc về exclusive move của Slaking kỳ này và sẽ ra bản tin chi tiết hơn khi có thông tin cụ thể nhé. Bọn mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn đã xem video và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn để lại dưới comment cho bọn mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.